supersuong.vn, địa chỉ tin cậy cho tất cả các bạn mua nick. Và đừng quên rằng tăng x 2 tỷ lệ trúng 1.000 con huy cho tất cả các vòng quay, và giảm giá 30% tất cả các nick tại mục liên quân VIP tự chọn. Đừng quên rằng hãy vào mua nick tại shop supersuong.vn. Ơn rơi, Phoenix đấy rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Phoenix thì mình không nói gì nhiều khi mà hiện tại bây giờ trong rank rất ít khi thấy. Chắc chắn rồi, Phoenix một vị tướng khá yếu ở phiên bản hiện tại. Nhưng các bạn hãy xem xong clip này và cái việc bình luận đấy thì hãy để cho cuối clip các bạn nhé. Đầu tiên thì mình muốn nói rằng Phoenix là một trong những vị tướng nó rất là đoàn mệnh trong tất cả các vị tướng xạ thủ khác, bởi vì nó không được hot dài mà nó chỉ giống như là một cái biểu đồ lên xuống thất thường ấy, cho nên nó vẫn chỉ là một vị tướng gọi là được bình ổn các bạn ạ. Nó là một vị tướng hầu như là chỉ những người nào chơi cứng nhất của Phoenix người ta mới hiểu quả thôi. Đương nhiên đơn giản, vì Phoenix là một vị tướng nó, để mà nói mục đích của vị tướng Phoenix thì rất là khó để sử dụng. Mình thực sự hiện tại bây giờ để một người hiểu chứ con Phoenix hiểu chơi một cái trận game như thế nào nó rất là khó. Nhưng được rồi, để clip của Cloud thì mình sẽ gói gọn một chút cho anh em về cái lối chơi tất cả các bạn nhá. Và như bạn thấy thì Nakaroth đi top và Triều vẫn đi rừng. Một cái đội xử hoàn bị nó rất là hay. Và đừng ghi công thì mình sẽ không gánh. Như tất cả các clip khác thì mình cũng sẽ khuyên tất cả các bạn hãy tập trung gánh đường rong. Đây là cái gọi là cái lối di chuyển gọi là quen thuộc của vị tướng Phoenix, bởi vì cái thời ngày xưa đỉnh cao Phoenix ấy thì nó sẽ đi ép đường rong, ăn rong và hầu như là sẽ win rất dễ. Thì không biết ở cái meta hiện tại bây giờ thì nó sẽ còn hiệu quả hay không, nhưng chơi một chút ăn tạm ăn dưới đây xong mình sẽ lên phản cánh như đường trên nhá. Con rồng nó chuẩn bị ra thì mình nghĩ con rồng bây giờ nó không quan trọng đó, nhưng chúng ta sẽ vìn vào đó để combat. Và giai đoạn đầu tiên thì mình khuyên các bạn nên tham gia giao tranh ở những cái đường mà mình khuyên các bạn ở đường rồng các bạn nhá. Và ngày hôm nay các bạn này, ngoài cái việc mà mình hướng dẫn các bạn chơi Phoenix, mình còn hướng dẫn các bạn một cách tuyệt vời, đó chính là cách biết gì không, khắc chế Triều Vân và Nakaroth, nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Bình tĩnh, cái pha này, ôi cái pha này thủ nhà chứ phản gánh cái gì. Sorry anh em, tím nó đánh hay đấy, tím nó đánh kiểu trái hát đông đổi phết đấy. Từ từ, bình tĩnh, nó lại có bá thai anh em ạ. Lui một chút, soccer của mình đang đi ra nha. Đây, thích đây, mình chơi con tí, đây rồi, là vi hết vô hai nha. Rồi, quăng cho ba, một mạng, ngon lành. Đấy, chủ quán về Phoenix là lào thật. Đấy, các bạn có thể thấy là cái lượng đám Phoenix vẫn ok các bạn nhé. Nó không có đến nồi nào mà là yếu lắm đâu, chỉ có là khó chơi thôi. Xạ thủ phiên bản hôm nay thực sự mình thấy khó chơi, nó rất là khó chơi. Ngoài Violet ra, mà Violet cũng chưa chắc là gì chơi, bởi vì cái meta bây giờ nó thay đổi rất là nhiều các bạn ạ. Meta bây giờ chỉ phù hợp cho những vị tướng gọi là đấu sĩ sát thủ thôi. Như các bạn nào chơi từng đánh thách đấu các bạn đã biết cái meta này meta gì rồi. Xạ thủ và sát thủ nó sẽ rất lép vế ở trong những meta này, nhưng không hẳn là không hiệu quả, bởi vì nó phải đòi hỏi tất cả các bạn phải thật là cứng tay các bạn nhé. Rồi cái pha này thì mình chơi bằng mid, bởi vì mình hay bị phản ảnh là hay ăn mid, hay ăn lính mid lắm, nhưng mà khổ tồi là mid mình hay bỏ lính. Thôi rồi mình nhường cái pha này. Đấy, xong cái pha này thì đường rồng thì cũng thể có đánh nhau thôi, mình tập trung farm tiếp các bạn nhé. Đường rồng thì vẫn chưa thể đánh nhau thôi nên mình sẽ tập trung farm, không có gánh. Ôi thằng Triều vẫn gánh ở kìa. Rồi nước xa cũng kiểu lửa gắt rồi, khả năng cái pha này rồi đi sai rồi anh em ơi. Đáng lẽ cái pha này mình đi đường rồng mới đẹp rồi. Thôi không sao, thì mình nghĩ chắc nhiều người chơi sẽ gặp nhiều tình huống này thì không biết xử lý như thế nào. Nếu một trận đấu mà không thể như Cương Lao nói là có thể là tập trung gánh đường rồng á, thì chúng ta sẽ chơi như thế nào? Đương nhiên là ngon rồi. Đấy, chúng ta sẽ tập trung di chuyển xuống cái đường dưới. Cái pha này mình không phá trụ nhé, bởi vì thằng Nagrod về. Mình sẽ đẩy lính và bắt đầu mình sẽ cố gắng tận dụng một chút để farm cho có lợi thế bản thân một chút thôi, không sao các bạn ạ. Yên tâm, các bạn bình tĩnh, không lo lắng gì đâu. Tí nữa kịch hay con ở phía trước, bình tĩnh, bây giờ mình phải phản gánh là không muộn các bạn này. Đây một pha phản gánh này, nôm na một câu đang là Cương Lao sẽ chơi cho nó hết chiếu thức. Thì lúc đó Cương Lao sẽ lao ra đó các bạn, thì lời không, ngư ông đắc lời các bạn. Đấy, và mình sẽ xuyên suốt một chút về cái bộ combo của Phoenix các bạn nhé. Mình sẽ chuyên sâu một chút, đó là Phoenix. Bây giờ thì cái lượng nói chung zone đáng của Phoenix như nào các bạn biết rồi, nhưng mình mấu chốt thành bại tại chiêu 2 các bạn nhé. Các bạn zone đám thì mình không nói, nhưng nếu các bạn muốn chơi top Phoenix, các bạn phải sử dụng chiêu 2 hợp lý đúng lúc. Vì con Phoenix hiện tại bây giờ khi lướt chiêu 2 ấy, thì nó sẽ bị miễn khống chế và sát thương khi lướt chiêu 2, và khiến những vị tướng cần chiến nó sẽ di chuyển rất là chậm ở trong ngày đó. Đó là cái cách để chúng ta vìn vào
để chúng ta khắc chế những biểu tượng như triệu vấn mana carrot và sử dụng như thế nào cho hợp lý thì mình cùng xin khẳng định tất cả các bạn. Trời, cái gì đấy? Thằng ná carrot đắp bụi anh em mà mình không thể tin được, mình sẽ trả thù các bạn này. Trời ơi, làm mất cái mảng bất tử ạ. Trời ơi, cái thằng ná carrot thật là được rồi, mình sẽ cho anh em biết cách khắc chế thằng ná carrot này. Vừa nói thằng triệu vấn xong lại gặp thằng ná carrot cái vai trưởng ạ. Rồi các bạn nhá, cái pha này thì thông cảm anh em, mình mải nói mà mình không chú ý nó. Bây giờ mình sẽ dành tặng anh em một cái pha, mình thề luôn, mình sẽ sắn thằng Nagaroth bằng được luôn các bạn nhá. Thằng Nagaroth thì đơn giản các bạn, mình bắt buộc phải dính chiêu một trước, và khi thằng Nagaroth nó dồn đám vào các bạn thì các bạn hãy lướt ngay chiêu 2. Khi thằng Nagaroth bay vào các bạn nhá, các bạn nên nhớ này, Nagaroth bay vào các bạn thì các bạn phải bắt buộc bay chiêu 2 luôn để nới cái khoảng cách của thằng Nagaroth. Đương nhiên phải để cho Nagaroth mất 2 đến 3 chiêu nhé, thì các bạn nên bay. Các bạn không bao giờ được dùng chiêu 2 trước khi thằng Nagaroth chưa dùng chiêu. Chẳng hạn cái tàu giết mình nó tàu tê, tàu giết mình chết cái pha đi, tàu xin mình sống, tàu thách mình sống, pha này mình cân bán. Mẹ thằng Nagaroth. Thằng ná cơ. À trời, cái băng sướng anh em mà mình không tỉnh đến anh em ạ. Trời, mình không bao giờ là nghỉ thằng ná cơ còn băng sướng cái phải. Trời, bực thằng này thật đấy các bạn. Nói chung là lý thuyết thì mình làm hơi đúng, thực sự là lời mình nói và thực hành như đúng, nhưng mà kiểu hiệu quả thì mình không phải đâu các bạn ạ. Cái phá này các bạn phải hiểu nó có 3 thằng, bởi vì những cái lý thuyết mình nói rất là đúng đấy. Với khi solo về Nagaroth các bạn nhé, các bạn phải hiểu những cái lời nói của mình là mình chưa sai đâu các bạn nhé. Đấy, những cái mình nói là áp dụng cho solo về nó các bạn nhé. Không sao các bạn, bình tĩnh, không có vấn đề gì hết thằng Nagaroth chi. Tao quật bị đây ra thôi, ăn tàn bằng rác được chưa, một đập hai đập xong lướt chiêu 2, chết em ơi. Đấy, rất đơn giản các bạn nhé. Đấy, các bạn đơn giản như vậy thôi. Và cách tiếp theo là khi các bạn dồn chiêu 1 rồi, các bạn hãy đánh thương như mình 2 cái. Sau lúc đó các bạn sẽ chắc chắn là các bạn lướt chiêu 2 nhé. Đấy là cái cách combo vừa rồi, nó rất là hiệu quả và chắc chắn các bạn phải chơi bằng cái combo đấy. Chứ không nhiều người, ngày xưa mình rất là chủ quan khi cầm Phoenix, chỉ cần quăng chiêu 1 vào người nó, mình chưa kịp đánh thương mà mình dùng luôn chiêu 2 vào người nó thì rất là nguy hiểm. Ví dụ mình không tích được 4 điểm nội tài, coi như mình chết luôn. Cho nên chúng ta bắt buộc phải tích chiêu 1 vào người nó nhé. Chúng ta sẽ đánh thương 2 cái cho đến 3 cái. Xong ôi trời, cái thằng con rắn này tàu giết mình chết, tàu xít mình đó. Đấy các bạn thấy chưa? Khi thằng Nagaroth bay vào mình dùng hết chiêu thức thì đó là lúc thời điểm hợp lý chúng ta dùng chiêu 2 nhá. Mình không, các bạn tin mình đi, các bạn phải tin mình. Khắc chế được. Trời ơi. Không, cái thằng rắn này chiêu 2 lên cái pha này thì dính chiêu 2 mình chết rồi. Trời ơi, nổ đám to chứ. Các bạn nhá. Không phải tự dưng mình lại làm Phoenix cho các bạn đâu. Không phải tự dưng mình lại mang một cái vị tướng nó ít người chơi để hướng dẫn các bạn đâu. Là có lý do đấy. Khi tất cả các vị tướng đấu sĩ sát thủ lên ngôi là những cái vị tướng cần chiến ấy, thì là một trong những cái món sở trường của thằng Phoenix. Chẳng cảm cái phái đây tao giết chết mi. Đấy đâu kiểu bắn tàu. Tàu chơi mình luôn chưa ba. Lấy lên 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 từ bắn. Trời các bạn ơi. Hay nói gì đi các bạn ơi. Ôi, hai cái thằng này đúng là mình thê luôn, là cái lý thuyết của mình. Mình chưa bao giờ cảm thấy thuyết phục bởi cái lý thuyết của mình thật đấy các bạn ạ. Vì ngay clip các bạn hãy tơi lại clip như mình nói cách khắc chế triệu vấn và Nagaroth đúng như rằng mình 1 cân 2 các bạn ạ. Các bạn chưa tin á? Các bạn tin chưa? Chưa đúng không? Mình sẽ làm màu lại thêm một phát nữa. Các bạn từ bình tĩnh tí nỉ, cái con tí nỉ này. Ok, mình biết hiện tại bây giờ các bạn xem clip của mình các bạn vẫn chưa thuyết phục đâu. Trở lên, cường lao ăn máy, cường lao thì ăn hết cái bì thằng ná nó giết 2 lần mà đang còn lướn lèo có thử. Được rồi, mình sẽ làm màu cho các bạn thêm 1 lần nữa các bạn nhá. Rồi, cho mình xin phép nói chút tại vì sao mình lại hướng dẫn các bạn chơi Phoenix. Bởi vì Phoenix là một vị tướng đối đầu và các vị tướng tay ngắn rất là mạnh. Khi tất cả các vị tướng tay ngắn áp sát vào tất cả các bạn bằng những cái chiêu thức của nó ấy, thì đó cái thời điểm hợp lý để Phoenix dùng chiêu 2. Và khi Phoenix dùng chiêu 2 với cái tâm đánh nó xá, nó câu, nó thả diêu, thì mình nó khẳng định tất cả các bạn hãy chơi Phoenix cho mình phiên bản mùa này. Mùa nào mình không khuyến, nhưng mùa này mình khuyến. Bởi vì cái meta, bởi vì Phoenix mình tin tưởng nó sẽ là một vị tướng phá cái meta hiện tại bây giờ. Cho nên Phoenix rất tốt. Thằng ná vừa tới gặp mình nha, khiếp như chó khiếp thảo luôn các bạn ạ. Nó bây giờ nó sờ mình như gọi là cái khiếp thảo luôn. Bình tĩnh anh em, rồi lỗi sai rồi. Đấy,
Cho nên là tất cả những lý thuyết của mình thì đôi lúc nó sẽ không hiệu quả lắm, nhưng đôi lúc nó sẽ rất là hiệu quả, các bạn yên tâm. Một phát này, làm mẫu này, làm mẫu này. Chiều 1, này, từ từ, chiều 2 lao lên. Ôi trời. Xong. Không biết bây giờ các bạn, những cái người hay từng phản biện thì không biết còn cái lý do gì để phản biện nữa hay không. Nhưng mà thực sự mình cảm giác một cái gì thề luôn, các bạn ạ, lý thuyết của Cương Lao chỉ luôn luôn là hiệu quả đấy em ạ. Cân hai nhé, thì chưa cân hai chưa đấy. Khi mà hai thằng nào cái đó thiết chưa, mình không tỉnh thôi, thằng Kiều vẫn nó áp sát vào người mình là cái thời điểm để mình dùng chiêu hai và nó pháng một phát bẫy chiêu ba bon quả thì còn gì để chơi đấy, các bạn thấy chưa. Thì tổng kết clip này thì mình chỉ khuyên tất cả anh em nói chung về cái lối chơi di chuyển của Phoenix ấy, thì mình vẫn ưu tiên anh em hãy tập trung gánh ở cái đường rộng là cái đường nhiều người nhất. Và khi tất cả các bạn đối đầu với những chắc chắn đâu, các bạn bên dưới pick Phoenix tần nào phải gặp ít nhất ba thằng tay ngắn, 2 đến 3 thằng tay ngắn, mình khẳng định luôn đấy. Thì đó cái giai đoạn các bạn có thể là đi solo hoặc 1-2 cái chuyện bình thường, bởi vì tay ngắn các bạn sẽ làm được rất đơn giản đấy. Mình chỉ chung quý tất cả các bạn hãy khuyến các bạn hãy chơi Phoenix ở phiên bản này, vì đấy là một ý tưởng theo mình nó sẽ phá cái meta hiện tại bây giờ đấy. Thì tổng quan là như vậy thôi, cho nên là dù sao thì mình hy vọng tất cả các bạn nào đừng quên là hãy dành tặng cho mình một nút follow ở fanpage các bạn nhé. Các bạn nào không có link fanpage của mình thì các bạn hãy nhấp vào phần mô tả ấy, thì mình có để cái link fanpage mới của mình ở đó. Và bạn nào đang còn ở những cái fanpage cũ hay những cái fanpage không phải của mình thì thực sự là quên các bạn thôi, các bạn uất cũng được mà các bạn ở làm được, mình cũng có quên chứ. Nhưng mình hy vọng tất cả các bạn nào còn yêu quý mình, còn muốn theo dõi mình trong những trận đấu đỉnh cao sắp tới, thì hy vọng tất cả các bạn hãy dành tặng mình một nút follow để fanpage. Ôi trời, thằng nào 1-2 à, chiều 2 là lên 3 trốn các bạn mạnh không cơ mơ đừng khiếp tới mài nói một chút mà chửi cả mình anh em ạ. Ôi, ai đang còn gồng gánh cái trận đấu này mà thì bình tĩnh, nhưng mình biết là ăn thì sẽ ăn, nhưng đã mất con kinh công đâu. Rồi cho mình xin lỗi nhá, lần sau thì mình sẽ không bỏ bê các bạn ở đó. Bình tĩnh, mình sẽ tặng các bạn lên một trận đấu được chưa. Rồi cái pha này đây là vì rời. Ôi rồi tốc biến, ôi rời xui xui xui. Ôi đứa Triệu Vân các bạn từ từ bình tĩnh, tàu thách mình lên từ từ bình tĩnh. Ôi rời Triệu Vân chạy kiểu chạy đi đâu. Ôi trời ơi, đấy chạy đi đâu chứ phải đấy các bạn. Rồi ok, cho mình nhìn thấy clip ở đây kết thúc rồi. Và hy vọng tất cả các bạn hãy cho mình những cái phản biện, những cái phản biện thật tuyệt vời ở phía dưới phần comment nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn, nhưng mà tất cả các bạn ơi mai. Yeah, bye bye.